Hiện tại bây giờ là chuẩn bị đến cái phần nộp bài thi của các lớp. Tuy nhiên bây giờ là các lớp vẫn còn đang rất là hăng say để cho cái khâu cuối cùng. Nào, lớp của cô Yên Bình thế nào rồi? Tinh thần tuyệt vời, đã có xã luận rồi. Xã luận từ lâu rồi à? Trời ơi, ui rồi tuyệt vời. Đỡ đi cô. Cô có thể là cho tất cả cộng đồng của thế giới xem cái các cái sản phẩm của lớp cô sao nào. Người thầy. Bài thơ đẹp nhất dành cho ai đấy hả? Dành cho cô. À, dành cho cô à? À, có người thầy rồi thì đương nhiên là sẽ phải có người cô đẹp nhất. Phấn trắng, tại sao phấn trắng lại ghi bằng màu xanh mà không ghi bằng màu trắng hả cô? Không, màu trắng nó không rõ. À thế à? Bởi vì thực ra là đúng ra cũng là phấn trắng là phải màu trắng. Nhưng đôi khi phấn bây giờ là có màu mà, đủ màu để rồi. Nhấn, có đấy là điểm nhấn. Thầy chán lắm. Rất cảm ơn cô. Ít nhất là bây giờ mới nhìn thấy cái nụ cười của cô rồi, chứ còn cái lúc vừa nãy thấy cái nụ cười của cô nó hơi nhạt nhòa một chút. Đến mấy bài đấy, sai chính tả cô ốm rồi. Thôi thế là tuyệt vời rồi, thế là cô đang băng băng về đích, mà thậm chí khéo thường cô lại còn về đích đầu tiên đấy. Bây giờ là theo đồng hồ của cô là bây giờ là mấy giờ rồi hả cô? 5 giờ kém 25 phút, như vậy là còn 25 phút nữa là chúng ta đã về đích. Đúng rồi. Rồi chúc mừng cô trò của lớp 9D nhá. Nào, bây giờ là đến 8A xem nào, bây giờ là bao nhiêu trang, bao nhiêu bài rồi hả cô Hạnh? Cô lại chắc là cô lại sợ là nó vượt chỉ tiêu à? Không ạ. Tinh thần là sẽ không chấm theo kiểu vượt chỉ tiêu nhá. Lớp tôi 17 bài. 17 bài và đã băng băng về đích rồi. Xong Thành Quyển. Xong sớm nhất trường. Ôi rồi thôi, rồi chúc cộng mừng. Cộng thêm chúc mừng cô đã có cái kết quả đầu tiên. Đấy, như vậy là lớp 8B đã về đích rồi. Nào xem nào, lớp 9. Thế lớp của cô đâu rồi, thành quả lao động của cô đâu? Đây rồi. Rồi, chúc mừng các bạn đã vượt qua được một cái thời gian khắc nghiệt để hoàn thành được tốt cái bài thi của mình. 8B dọn bàn luôn rồi thế. 8B dọn bàn rồi, vừa lấy thành quả lao động rồi. Nào xem thành quả của cô nào. Chiến đỏ tri ân 20 tháng 11. Cô báo đặc biệt chào mừng ngày 20 tháng 11. Chỉ hơi tiếc là cái thiếu cái năm nhỉ. Nên cái này có thể sử dụng sang năm sau được đúng không? Hoặc là các năm tiếp theo nữa. Thầy nghĩ thế thôi. Rồi chúc mừng các cô nhá. Như vậy là 6A3 đã về đích. Rồi, cán đích thành công. Chúc mừng cô. Đã. Chắc là không thêm được nữa rồi. Nào, 9B bao nhiêu bài rồi? 9B đã về đích được chưa? Hòm thư góp ý mục lục. Còn lại nữa thì là về phần cơ bản là đã đầy đủ rồi đúng không? Rồi tuyệt vời, chúc mừng các cô. Chúc mừng các cô trò của 9B. Nào bây giờ là đến 6A2 nào. 6A2 cũng đã hoàn thành. Tuyệt vời, chúc mừng 6A2. Thầy thì còn kỳ vọng ở thêm nhiều các cái yếu tố khác ở 6A2 này nữa. Bởi vì có rất nhiều nhân tố bí ẩn. Và nhất là có cả cô giáo cũng bí ẩn nữa. Đấy, với cái đồ đạc thì rất là bề bộn. Đây là những cái khâu cuối cùng để hoàn thành ấy à. Làm sạch. Khâu làm sạch. Rồi, cố gắng nhá, chúc mừng. Nào, 6A4 hả? Được bao nhiêu trang rồi, được trang bao nhiêu trang bài rồi. Nào để cho thầy kiểm tra nào, thầy xem nào. Rồi, bàn tay cô giáo này, chuyện cười này, 20 tháng 11 hòm thư góp ý này, ước mơ xanh này. Rồi cảm ơn các cô, cảm ơn các trò, tuyệt vời quá. Nào, thành viên của 8C thế nào rồi? Báo cáo thành tích nào. Sắp xong rồi. Nửa tí nữa là xong. Một bên tí nữa thôi. Thế à? Bao nhiêu trang rồi? 17, đủ 19 trang. Úi dồi ôi, bây giờ vẫn còn những cái dòng cuối cùng của người thầy.
một người thầy tận tâm. Còn dòng cuối cùng của người thầy. Rồi, cố gắng nhá, nhanh chóng để băng băng về đích nào. Một số lớp đã nộp bài rồi nhá. Nào, 7A3 nào. À, 7A4, 7A4, xin lỗi. Nào, 7A4 thế nào đây? Băng băng về đích. Rồi, những các cái phần trắng này cố gắng tô màu nốt nhá, không bỏ trắng cái phần đấy, đấy chưa? Rồi, nào, tiếp đây. Rồi. Nào, 7A5, kỳ vọng. kỳ vọng. Bao nhiêu trang rồi hả cô? Và đã có thể về đích được chưa? Đang trong cái câu đoạn cuối cùng đúng không? Rồi, chắp ghép những cái mảnh ghép cuối cùng. Hy vọng là các cô, các trò là có cái bức tranh tuyệt vời trong cái ngày hôm nay nhá. Cảm ơn tất cả các cô. Nào, tiếp nào. Đây mới là 7A3 này. À, cô giáo mặc một chiếc áo màu đỏ, hy vọng để cho cái kết quả nó màu đỏ. Thế nào, bao nhiêu trang rồi? Các cô đã văng văng về đích chưa? Vẫn còn miệt mài như này chứng tỏ là cường độ làm việc vẫn còn rất cao đúng không? Mà bây giờ là còn 20 phút nữa là kết thúc. 20 phút nữa để cho cô có thể hoàn thành được. Cố gắng nhá. Thế nào, lớp cô thế nào đây? Lớp cô Hoàng Thu Trang thế nào đây? Mời thầy thẩm định lại cái phần cuối à, công đoạn cuối à. Đấy, mà ở đây lại còn có hai cô chi đoàn rất trẻ khỏe. Mà tại sao mà lại ngồi chỗ này rất lâu rồi? Thế chắc chắn là cái sản phẩm này có vấn đề. Úi dồi ôi, cái nhớ trường xưa chỉ hơi tiếc một tí chút thôi. Biết là để tiếc cái gì không? Màu đấy. Không phải là cái màu mà nó là cái vị trí ở phía trên này là nó hơi bị lỗi về cái bố cục này. Đẩy nó xuống một tí nữa, tí chút nữa thì là rất là tuyệt vời. Đấy, mà cộng thêm nữa nhớ trường xưa dấu ấn nó mang mác, cộng thêm nữa là tạo ra cái hiệu quả khá tuyệt vời. Chỉ hơi tiếc một tí chút, còn lại nữa là rất là tuyệt vời rồi. Còn các bài khác nào, thế nào các bài khác nào, cần tư vấn cái gì nào, bây giờ còn cái gì để tư vấn nào? Bây giờ em tư vấn cho thầy hay là thầy tư vấn cho em? Em giới thiệu cho thầy thôi chứ còn. Đây là trường tôi. Trường tôi báo bài xã luận đầu tiên. Bài xã luận đầu tiên trường tôi. Chữ em rất là đẹp. Chữ đẹp. Ca dao tục ngữ. Thế nhưng mà này, đây này, các bạn là hay bị lỗi cái trường hợp chỗ này này. Các bạn biết rằng là khi mà các bạn đóng quyển vào thì các bạn không căn cái lề của bên trái này, bao giờ cũng bị trường hợp là bị mất hình. Được chưa? Căn thế. Rồi. Chữ của bạn em viết rất là xinh. Rồi. Thôi được, không sao. Tất cả những các cái lỗi đều có cái hình thức có thể sửa lỗi. Thế nhưng mà bên cạnh đó nữa thì thầy vẫn thấy là lớp này chưa để ý đến một cái phần rất quan trọng, đó là cái phần căn lề. Do vậy cho nên là cái phần khi căn lề thì nó sẽ tạo ra là các bạn sẽ bị mất một vài các cái phần hình ảnh mà các bạn vẽ vào. Rồi tiếp nào, giới thiệu. Đây. Ngày ấy bạn em bị ăn. Rồi. Thơ mộng, trẻ đẹp về tiên nhiên của tuổi thơ. Rồi. Có cả 7 sắc cầu vồng nữa. Cái này là phải 70 của vòng mua đấy ạ. Đây. Tại sao lớp nào cũng đều thấy thầy đều có cái nghe thầy đọc thơ mà thầy có bao giờ đọc thơ đâu nhỉ? Thầy đây ạ. Đọc thơ bọn em biết sai nhưng mà em sửa lại để dễ hơn. Đấy là tự nhận rồi đúng không? Ừ. Có nghĩa là lớp này cái khả năng sửa lỗi rất là cao đúng không nào? Bụi phấn. Thầy giáo thấy là cái chữ bụi phấn này nó khá hay này. Vâng đúng rồi. 10 điểm đấy ạ. Thầy thấy cái bụi phấn này, cái cách biến tấu của cái chữ nó rất là đẹp, nó rất là hiệu quả. Rồi. Màu sắc là dù cái chữ đấy ạ. Bụi phấn rất là đẹp nhưng mà cái chữ cũng sai. Rồi tiếp. Nhớ ơn thầy cô rồi, ơn một ngày. Rất là nhớ ơn thầy cô luôn. Rồi, cái này thì ghi nhận. Rồi tiếp. Trên cơ thể, trên cơ thể. Trò chơi học sinh rồi ơi. Học trò giờ sinh học. Ôi trời ơi. Đấy, đến ngay cả tác giả mà lại còn không đọc được cái phần bài của mình. Nào. Nào tiếp, nhanh chóng lót. Đây là
rồi rồi tiếp rồi cảm ơn tất cả các em đấy, nhưng mà với những cái với những cái khả năng sửa lỗi tuyệt vời của cái lớp 7D, hy vọng là 8D hy vọng là lớp sẽ có được cái giải cao, thứ hạng cao. Rồi cảm ơn các em. Nào 7A1 băng băng về đích. Đâu xem nào, đâu cái của 7A1 xem nào, giới thiệu 7A1 cái xem nào. Nhớ nguồn. Nhưng mà tại sao lại có cái chữ Walt Disney, nó là có cái tác dụng gì đấy? Cái đấy là do nhà sản xuất. À, do nhà sản xuất. Xã luận 2 tiếng thầy cô. Trang 2. Cô giáo em. Cô giáo em. Đây là cô Thủy nhá. Chắc chắn là cô Thủy rồi, bởi vì là cái khuôn mặt thì là của cô Thủy. Nhưng mà cái người thì là cái eo này là cô Thủy đang phân đấu. Ơi cháu ơi, cứ để vào trong ấy đi. Phân đấu tiến tới nhá. Và cái bài này đang PR. Thầy Ngọc đọc thơ. Nghe thầy Ngọc đọc thơ. Vừa nãy ở bên kia cũng 8D cũng có nghe thầy đọc thơ. Ở đây cũng có. Rồi tiếp. Ngọc bỏ quên. Rơi với chị Ngọc. Rồi được, ghi nhận. Mời cô tiếp tục nào, tiếp tục. Các cô có thể lót nhanh. Mà không vụn. Vụn mà đấy. Không vụn. Và cái trang năm này của chúng tôi là người lái đò. Người lái đò, rồi đấy. Trông cũng có vẻ sạch sẽ, sáng sủa. Cô giáo trường làng Thị Hương. Cô giáo trường làng. Thực ra là văn bản gốc là cô giáo trường thầy làng Long, nhưng mà đọc thầy thêm Long, là... Thầy Long. Thầy Long. Đây là những câu danh ngôn về các thầy các cô và các trò tặng thầy cô nhân ngày 20. Sưu tầm là Thùy Linh Kiều Trang. Đấy. ST nhớ là các bạn đọc ở đây là sưu tầm chứ không được sáng tác. Còn đây là bài về học lớp dành rồi. Cho đáng nhẽ là không học. Sáng tác. Nha, rồi. Học. Còn đây là tiếp theo. Cô ở này còn này còn cả ca dao tục ngữ này. Thầy cô. Vừa nãy là có một cái gì đấy nó cũng tương đấy. Đồng như thế thế nào đúng không? Đây là vui cười. Đấy, những cái bài mà chế giễu các bạn người học. Vấn đề ở chỗ là tôi nhìn thấy cô tôi thích cười hơn là nhìn thấy cái tranh vui cười của các cô. Câu đố để cho thầy giải đố tối nay về thầy giải đố nhá. Đây, tiếp tục tranh vui tranh phê bình. Và cuối cùng bài hát khi thầy viết bài tôi không biết hát. Đó rồi, bài hát tôi không biết hát vừa được cất lên. Rồi. Và cuối cùng là hòm thư góp ý. Rồi nó tóm lại là đầy đủ các cái đề mục đúng không? Đây còn bên cạnh đó nữa còn các cái phần mục lục. Thế các cô có sai lỗi chính tả như nào thì cô làm cái một cái bản chỉnh sửa nữa xong rồi là bản trình đúng không? Đấy đính chính phụ đính. Mà bao nhiêu lớp nộp rồi ở cô Son? Một lớp à. Anh chuẩn bị thông báo. Thôi được. À còn mấy phút nữa anh nhỉ? 15 phút nữa à? Đấy lại còn lớp mà thôi anh cầm cho chú. Đây tiếp theo. Anh cầm cho chú. À quên anh cơ. Rồi chúc mừng lớp 6A4 về đi. Nào lớp cô Hoàng Thị Luyến đâu rồi? Lớp cô Hoàng Thị Luyến thế nào rồi? Úi dồi ôi có cái lời ngỏ. Đúng rồi, cái lời ngỏ màu tím thì rất là trung thủy rồi. Nào tiếp nào, giới thiệu luôn sản phẩm của mình Thanh Quả. Đầu tiên là khơi nguồn tri thức. Rồi tiếp. Đây là khơi nguồn tri thức, tiếp theo là nhớ ơn thầy cô. Tiếp theo là đến mừng ngày 20/11. Mừng ngày 20/11. Đến người lái đò trong lòng đời. Wow. Đến bài ký ức. Theo thầy ạ. Nghĩa tình thầy cô. Bài cô giáo em. Cô giáo em. Bài tiếng chống trường. Được cái văn phòng trong sáng sạch sẽ. Cách trang trí tương đối nhẹ nhàng. Đấy là thầy của thầy Mộc đã dạy cho em. Vẽ rồi trang trí rồi bố cục. Cười. Phối màu vào. Bài vẽ. Đấy tất cả của công môn thầy Mộc. Phấn. Bài ca tục ngữ đố vui. Hòm thư góp ý. Và mục lục. Rồi. Cái phần mục lục thì ở các cái phần ấy này có thể là can thiệp thêm một cái chút màu nữa vào để cho gây cái sự chú ý ở cái phần
mục lục cuối. Tất nhiên là nó không quan trọng, nhưng nó có thì nó đồng bộ cùng với cả từ đầu đến cuối của mình thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, chúc mừng các cô. Nào, lớp của cô Thu thế nào rồi? Thành quả lao động của cô Thu đâu? Mời cô giới thiệu sơ qua về thành quả lao động của cô trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Xã luận này, lời thầy, ơn thầy, rất nhiều thầy. À, lớp này thì là ưu tiên cho thầy. Bắt đầu có cô, bắt đầu xuất hiện cô rồi. Là cả cô lẫn thầy. Thầy cô, đây là cả thầy cả cô. Chuyện phê bình. Tranh phê bình. Ca dao tục ngữ. Giờ kiểm tra. Đấy, bài hát. Còn hòm thư góp ý và cái mục lục. Rồi, như vậy là đầy đủ rồi. Rồi, chúc mừng các cô. Như thế là tuyệt vời, văng văng về đích rồi. Nào, lớp của cô 6A6 thế nào rồi? Gần hoàn thành rồi. Chỉ còn thêm hai câu mục lục, thêm hai công đoạn nữa là hoàn thành. Rồi, chúc mừng các cô nhá, chúc mừng các trò. Đâu rồi, 6A5 thế nào đây? Đã về đích chưa? Bây giờ chỉ là cái công tác cuối cùng thôi đúng không? Làm sạch. Rồi, chúc mừng các cô, các trò. Thế nào, 9C thế nào rồi, sản phẩm cuối cùng đâu? Giới thiệu sản phẩm cuối cùng cho thầy xem ra nào. Không dám giới thiệu à? Làm chắc là làm cô giáo chủ nhiệm hơi thất vọng hay thế nào ấy mà không dám giới thiệu. Nào, 6A1 về đích đến đâu rồi? Đã thêm giấy này, thêm thời gian này, thêm rất nhiều thứ thêm rồi. Ưu tiên đặc biệt rồi. Ừ, thế nhưng mà 6A1 thế nào đây? Thầy ơi, thầy cho đang dần 10 giờ đêm đi thầy. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vẫn còn rất là chăm chú. Chăm chú vậy thầy. Cố lên, 10 phút nữa nhá. Cố lên, 10 phút nữa, củng cố. Như vậy là cũng đã có một số lớp đã hoàn thành công việc rồi, một số lớp đã nộp bài rồi. Tiên nộp cho cô anh. Hai cái bìa này thì bìa nào đẹp? Hai cái bìa thầy thấy là hai cái bìa đều đẹp, nhưng cái bìa bên kia thì có vẻ là có cái ý nghĩa với cả nó hơi sâu sắc hơn, chất lượng nghệ thuật nó có vẻ tốt hơn. Thầy lên lấy cái nào? Thế thì cô thôi, đấy là thầy nói thế theo ý của thầy. Thế còn lấy cái kia, cái bìa kia nó sáng hơn thì là nó sẽ bắt mắt, dễ chịu hơn. Ôi dồi ôi. Nào, xong chưa? Khâu cuối cùng chưa? Nghe vất vả quá nhờ cô Nhàn nhờ. Nào, thế nào, chúc mừng thành công của 6A2. Rồi. Vì là thời gian của chương trình nó quá tối, quá muộn rồi, do vậy cho nên là chúng tôi sẽ update sớm nhất cái kết quả của cái hội thi viết tập san của ngày hôm nay. Chúc toàn thể tất cả các anh chị em một cái buổi chiều vui vẻ, có ích. Chào và hẹn gặp lại.